Tuyệt chủng dường như là một điều tự nhiên của quá trình tiến hóa. Thế nhưng, kể từ khi con người xuất hiện, điều này dường như đã có những thay đổi không hề nhỏ. Mỗi loài đều có vị trí và vai trò nhất định trong tự nhiên mà loài khác không thể thay thế được. Chính vì thế mà con người cần đặc biệt quan tâm tới các loài sắp bị tuyệt chủng. Nhưng trước khi những sự quan tâm đó diễn ra thì chúng ta cần có một câu hỏi rằng con người có gây ra sự tuyệt chủng cho các loài trên trái đất hay không? Hãy cùng Untrick Share tìm hiểu ngay bây giờ bạn nhé! Nếu bây giờ có ai hỏi tôi rằng con người có gây ra sự tuyệt chủng của các loài trên trái đất hay không, thì câu trả lời chắc chắn là có rồi. Ông nào cãi nói không thì hãy để tôi ký đầu cho mấy cái. Nói rõ hơn thì, trong khi các cuộc đại tuyệt chủng trước đây bắt nguồn từ một sự biến đổi tự nhiên của các hành tinh hoặc những vụ tấn công thảm họa của thiên thạch, làn sóng biến mất của các loài sinh vật ngày nay liên quan phần lớn đến hoạt động của con người. Việc phá hủy môi trường sống, vấn nạn ô nhiễm và sự khai thác quá mức đã giết chết các sinh vật hoang dã, kể cả động vật và thực vật, hoặc khiến chúng trở nên suy yếu. Sự tuyệt chủng của các loài do con người gây ra không phải là hiện tượng chỉ có ở thời hiện đại. Nhà cổ sinh vật học Julian Hume tin rằng vấn đề này bắt đầu từ 125.000 năm trước, khi con người mới bắt đầu di chuyển ra khỏi châu Phi và di cư đến Á, Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Đại Dương. Hồ sơ hóa thạch cho thấy số lượng của các loài động vật lớn tuyệt chủng ở những khu vực này đã tăng lên đáng kể trong hàng trăm đến 1.000 năm sau khi con người xuất hiện. Tốc độ tuyệt chủng đáng kinh ngạc như vậy có thể so sánh với sự tuyệt chủng của loài khủng long không phải chim do một tiểu hành tinh va vào trái đất 65 triệu năm trước. Con người di cư có khả năng coi động vật địa phương là thức ăn hoặc mối đe dọa. Tuy nhiên, những loài động vật này chưa bao giờ chạm trán với con người trước đây và do đó chúng cũng sẽ không nhận ra rằng con người là những kẻ săn mồi tiềm năng. Điều này khiến chúng đặc biệt sẽ dễ bị tấn công và loài người nhanh chóng lợi dụng điều này để săn bắt chúng. Ngoài ra, các đám cháy do con người gây ra đã phá hủy các khu vực sinh sống rộng lớn và tăng cường sự cạnh tranh đối với các loài động vật lớn để tìm kiếm thức ăn ở một số khu vực nhất định. Chẳng bao lâu, số lượng những con vật này đã giảm mạnh. Các loài động vật ăn cỏ lớn, chẳng hạn như tê giác lông dài và voi ma mút, không thể phục hồi sau sự suy giảm mạnh vì tốc độ sinh sản của chúng chậm hơn rất nhiều so với các loài động vật nhỏ. Và chúng không còn cách nào khác là phải di chuyển khỏi môi trường sống của mình. Nhưng vào thời điểm đó, hầu như không có nơi nào trên trái đất mà con người chưa từng đặt chân đến. Và chúng ta đã lập nên một thành tích trong ngoặc kép. Trong một thời gian rất ngắn, sau khi con người khai phá những vùng đất mới mẻ này, đã có từ 74% đến 86% các loài động vật lớn có trọng lực cơ thể từ trên 44 kg ở đây bị tuyệt chủng. Mà một trong những nguyên nhân trực tiếp là do việc săn bắt và gián tiếp do việc đốt phá rừng. Một con số quá khủng khiếp phải không các bạn? Sự tuyệt chủng của các loài chim, thú được nghiên cứu nhiều và dễ nhận biết. 99% sự tuyệt chủng của các loài khác trên thế giới hiện nay chỉ là những dự báo sơ bộ. Mặc dù vậy, ngay cả với các loài thú và chim, những số liệu về sự tuyệt chủng cũng không có những con số chính xác. Một số loài đã được xem là tuyệt chủng vẫn được phát hiện lại và một số loài tưởng như vẫn còn tồn tại thì rất có thể đã bị tuyệt chủng. Là loài động vật thông minh nhất hành tinh, con người có thể liên tục học hỏi, tìm ra những cách mới để giải quyết vấn đề, đồng thời phản ánh và đánh giá sâu sắc công việc của chính mình. Đây chỉ là một vài khía cạnh xác định vị trí thông minh của con người. Trên thực tế, con người cứ lặp đi lặp lại những sai lầm của quá khứ. Những hành động ấy đã khiến cho nhiều loài tuyệt chủng, điển hình có thể kể đến như hà mã Madagascar đã tuyệt chủng cách đây 1.000 năm, hay loài chim Moa ở New Zealand đã tuyệt chủng cách đây 600 năm, và loài chim bồ câu lữ khách đã hoàn toàn biến mất từ 106 năm trước, hay chim Dudu cũng được xác định bởi biến mất hoàn toàn trong khoảng thời gian tương tự. Theo thống kê, khoảng 85 loài thú và 113 loài chim đã bị tuyệt chủng từ năm 1600, tương ứng với 2,1% các loài thú và 1,3% các loài chim. Tốc độ tuyệt chủng đối với các loài thú và chim là khoảng 1 loài trong 10 năm tại thời điểm từ 1600 đến 1700, nhưng tốc độ này tăng dần lên đến 1 loài 1 năm vào thời gian từ 1850 đến 1950. Rất nhiều loài về nguyên tắc vẫn chưa bị tuyệt chủng nhưng đang tiếp tục là đối tượng săn bắt của con người và chỉ tồn tại với một số lượng rất ít như tê giác, hổ, và đáng buồn thay trong số đó có Việt Nam. Những loài này có thể coi như đã bị tuyệt chủng về phương diện sinh thái học vì số lượng của chúng ít đến nỗi không đóng vai trò gì trong cơ cấu quần xã.
nguy cơ đối với các loài cá nước ngọt và động vật thân mềm cũng đáng lo ngại. Các loài thực vật cũng bị đe dọa, nhóm thực vật hạt trần và cọ là những nhóm đặc biệt dễ bị tuyệt chủng. Sự tuyệt chủng đáng ra chỉ là một quá trình tự nhiên, nhưng 99% số loài bị tuyệt chủng chủ yếu là do con người gây ra. Trong lịch sử các thời kỳ địa lý trước đây, đa dạng sinh học tương đối ổn định nhờ sự cân bằng giữa sự tiến hóa hình thành của loài mới và sự tuyệt diệt loài cũ. Tuy vậy, những hoạt động của con người đã làm cho tốc độ tuyệt chủng vượt xa nhiều lần tốc độ hình thành loài. Sự mất mát của các loài xảy ra như trong thời gian hiện nay đã không theo bất cứ một quy luật nào và hậu quả trong tương lai là khôn lường, không thể nào cứu vãn nổi. Theo thống kê từ đầu thế kỷ 20, mỗi năm có một loài sinh vật bị tuyệt chủng. Trong những năm của thập kỷ 80, mỗi giờ có một loài sinh vật bị biến mất. Dự đoán trong thế kỷ tới sẽ có khoảng 50 vạn đến 1 triệu loài sinh vật không còn có mặt trên trái đất. Rõ ràng là sự tuyệt chủng của các loài sinh vật đang gia tăng. Trên thế giới đã có những công ước quốc tế về bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ động thực vật quý hiếm có tên trong sách đỏ. Ở Trung Quốc, cách đây không lâu đã có người từng bị lĩnh án tử hình chỉ vì giết gấu mèo. Mỗi loài động thực vật đều là sản phẩm của một quá trình tiến hóa rất lâu dài. Trong quá trình đó, mỗi loài đã tự tích lũy cho riêng mình những gen chống chịu với bệnh tật, với sự thay đổi khí hậu và các điều kiện sống khác nhau. Do đó, các sinh vật hoang dại đều khỏe mạnh, khó bị bệnh tật tiêu diệt và có khả năng thích nghi cao. Đó là những ngân hàng gen sống quý hiếm. Điều kiện sống thay đổi liên tục, nếu để mất đi bất cứ một loài nào thì thiên nhiên sẽ không bao giờ có thể tái tạo lại được kiểu gen riêng của loài đó. Mỗi sinh vật có một vai trò nhất định trong hệ sinh thái, là một mắt xích khép kín chu trình tuần hoàn vật chất của hệ. Hệ càng có nhiều loài, càng đa dạng thì càng bền vững. Mất đi một loài là giảm tính đa dạng sinh học của cả hệ, làm cho đời sau không còn được chiêm ngưỡng chúng một cách sống động nữa. Mỗi sinh vật ẩn chứa trong mình rất nhiều bí ẩn mà đời nay chưa thể khám phá ra hết được. Lòng tham và sự coi thường của môi trường ở con người đã dẫn đến sự tuyệt chủng của nhiều loài. Con người có thể quy những sai lầm trong quá khứ là do thiếu kiến thức hoặc hiểu biết về sự cân bằng mong manh của hệ sinh thái. Hơn 35.500 loài giờ đây đã nằm trong danh sách đỏ các loài bị đe dọa của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN. Mặc dù mục đích của việc lập danh sách này là để ngăn chặn các loài tuyệt chủng, nhưng ở một mức độ nào đó, nó đã trở thành một danh sách tiêu chuẩn quốc tế về các loài đã tuyệt chủng. Là loài động vật thông minh nhất hành tinh, đã đến lúc loài người phải đứng lên và chung tay bảo vệ sự đa dạng sinh học của hành tinh. Vì vậy, làm mất đi một loài là chúng ta đã làm cho đời sau mất đi một đối tượng để nghiên cứu, mất đi một hình mẫu lý tưởng để mô phỏng theo. Con người cần phải chịu trách nhiệm về vai trò của mình trong việc tuyệt chủng các loài này. Hiểu biết cặn kẽ về cách các hoạt động của con người ảnh hưởng đến hệ sinh thái sẽ là bước đầu tiên đi theo hướng này. Vừa rồi là những thông tin mình muốn gửi đến các bạn với chủ đề con người có gây ra sự tuyệt chủng của các loài trên trái đất hay không. Mọi sinh vật đều tồn tại hàng trăm ngàn, hàng triệu năm, nhưng chỉ trong vài trăm hay vài ngàn năm săn bắt phá hoại của con người thì chúng đã sạch bóng trên hành tinh này một cách đầy đáng tiếc. Mong rằng trong tương lai gần nhất có thể, mọi chuyện sẽ có những tiến triển mới tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối cùng mình. Nếu thấy video này hay và hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.